Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in S&T Graphic Design and Color Print tại Tây Úc. Chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn qua số 0892481286. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị khán thính giả trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, tình hình dịch bệnh tại Úc có vẻ như đã thực sự giảm hạ khi mà Victoria ngày hôm nay chỉ có 3 trường hợp nhiễm bệnh mới, trong khi đó New South Wales thì có 5 trường hợp và 4 trường hợp trong số đó lại là lây nhiễm cộng đồng và một người trở về từ nước ngoài. Thế nhưng thế giới thì đã tiếp tục gia tăng một cách phi mã, đặc biệt là ngày hôm qua, chỉ trong vòng một ngày, trên toàn thế giới đã có hơn 510.000 trường hợp nhiễm bệnh. Và đây là con số nhiễm bệnh cao nhất kể từ thời đầu đại dịch cho đến ngày nay. Về sinh hoạt chính trị thì cũng có một thông tin mà Kim Hoàng muốn chia sẻ cho quý khán giả của Vietfay TV. Đó là dân biểu liên bang vùng Fowler, bao gồm cả Kapramata là ông Trish Hay, ngày hôm qua trong lúc đang phát biểu tại Quốc hội Canberra thì ông đã bị đột quỵ. Và thông tin mới nhất ngày hôm nay chúng tôi nhận được thì có thể là ông sẽ xuất viện về nhà trong ngày hôm nay và hy vọng là tình trạng sức khỏe của dân biểu liên bang Trish Hay sẽ được ổn định hơn. Đây là một người dân biểu khá gần gũi với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là người Việt sinh sống tại Kapramata. Và do đó thông tin này Kim Hoàng cũng muốn đặc biệt gửi đến cho quý khán giả trong đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về tình hình kinh tế của Úc Châu trong thời đại dịch, thì theo dữ kiện vừa được Tổng Nha Thống kê ABS loan báo, thì giá cả sinh hoạt từ quý 2 sang quý 3, tức từ tháng 7 tới tháng 9, cũng đã gia tăng là 1.6%. Hay nói cách khác, đây chính là chỉ số lạm phát, và chỉ số lạm phát như vậy là cũng đã tăng đến 1.6%. Và phần lớn của sự gia tăng này là nhờ giá xăng dầu và chi phí giữ trẻ sau khi chính phủ đã không còn tài trợ nữa. Tuy vậy, đây cũng là một tiến triển tích cực, mặc dù vẫn chưa đạt được mức lạm phát lý tưởng như ngân hàng chữ kim ABA mong muốn là từ 2-3%. Trong khi đó, thì một kinh tế gia của công ty tài chính BIS Oxford Economics đã cho rằng nền kinh tế của nước Úc cho đến thời điểm này vẫn đang trong hoàn cảnh bất định và lên xuống một cách rất là bất ngờ. Mặc dù thống kê từ những ngày qua cho thấy là thật sự kinh tế của Úc Châu đã không bị suy sụp đáng kể như là các chuyên gia đã dự phóng. Và cái sự suy sụp này, theo lời của một người rất là nhân viên cao cấp của ngân hàng chữ kim, thì đó là đang trên đà phục hồi. Thế nhưng các chuyên gia vẫn suy luận rằng với cái con số tỷ lệ thất nghiệp rất cao hiện nay thì kinh tế của nước Úc cũng cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể phục hồi được. Vâng, chắc chắn rồi thưa chị Kim Hoàng, vì ngay như khu đô thị Melbourne đã vừa trải qua 112 ngày phong tỏa và tất nhiên cũng chịu thiệt hại rất nhiều về kinh tế và ảnh hưởng chung tới nền kinh tế Úc Châu bởi đóng góp tới 20% cho tổng GDP toàn quốc. Vì mỗi ngày đóng cửa đó là kinh tế của Victoria thiệt hại 100 triệu đô la và khoảng 1.500 người bị mất việc làm. Và như chúng tôi cũng đã loan tin ngày hôm qua, tức là Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg cho biết là ngay chính phủ liên bang cũng đã phải tài trợ cho Victoria mỗi ngày là 200 triệu đô la để tiểu bang này không bị rơi vào tình trạng quá tuyệt quệ. Vâng, nhắc lại là theo nhận xét của tiến sĩ Philip Love là thống đốc của ngân hàng chữ kim RBA, thì kinh tế của Úc Châu như chúng tôi vừa nói đã không bị suy sụp quá nghiêm trọng như dự phóng của các chuyên gia, kể cả dự phóng của ngân hàng RBA trước đây. Một cách cụ thể thì trong quý 2 vừa qua thì chúng ta thấy giảm phát trước đây đã xuất hiện tại Úc. Và ngày nay với cái sự gia tăng ở mức là 1.6% như phần đầu bản tin Lily vừa mới nêu cũng đã cho thấy là những cái sự gia tăng dần dần kích hoạt nền kinh tế và đặc biệt hơn nữa là sau khi Victoria
trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày 8 tây tháng 11 sắp tới, thì kinh tế của nước Úc sẽ có cơ hội trở mình, là bởi vì hiện nay nền kinh tế của nước Úc cũng chia ra thành hai thành phần rất là rõ rệt. Thành phần thứ nhất là chỉ tính riêng tiểu bang Victoria mà thôi, là bởi vì Victoria là nơi mà kinh tế đã liên tục giảm sụt trong thời gian bị phong tỏa hơn 110 ngày vừa qua, và điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Và phần thứ hai là tất cả các tiểu bang và lãnh thổ còn lại của Úc Châu, và hai thành phần này nếu như cùng phát triển một cách đồng nhịp thì sẽ đưa nền kinh tế của nước Úc dần dần phục hồi, mặc dù sự phục hồi là rất chậm. Vâng, như vậy là mức cái sự lo ngại là chỉ số giá sinh hoạt là chỉ tăng trưởng ở mức âm nay cũng đã không còn nữa. Và cũng có một nguồn tin cho rằng là vào phiên họp vào đầu tháng 11 tới, thì tức là vào ngày 3 tháng 11, thì ngân hàng chữ kim RBA cũng có thể sẽ tiếp tục xem xét để giảm lãi suất hơn nữa, tức hiện nay cũng đang ở mức thấp kỷ lục là 0.25% và cũng có thể là xuống tới 0.1%. Và nếu mà chúng ta tính trong cái tình cảnh hiện tại như bây giờ, như những con số mà các chuyên gia đã đưa ra, thì không phải là trong một quý mà tính trên căn bản là 12 tháng, tính đến cuối tháng 9 năm nay 2020, thì tỷ lệ lạm phát tại Úc là 0.7%. Và dĩ nhiên 0.7% này thấp hơn cái mức 1.6% của quý vừa qua, tuy nhiên đó là trên căn bản dài hạn và vẫn thấp hơn con số từ 2-3% là mức độ lý tưởng mà ngân hàng chữ kim RBA mong đợi. Và để đạt được cái mức độ lý tưởng này thì RBA cho rằng họ cần phải mất đến 5 năm thời gian. Khi mà nước Úc đạt được tỷ lệ thất nghiệp là 5%, thì khi đó cái tỷ lệ lạm phát nó mới trở lại cái mức 2-3% như mong đợi của các chuyên gia. Vâng, thưa quý vị và các bạn, về tình hình kinh tế thì trong mấy ngày vừa qua thì hai viên chức cấp cao của ngân hàng chữ kim RBA cũng đã mô tả hai cái chiều hướng phát triển khác nhau. Thứ nhất là phó thống đốc tiến sĩ Guy Debelle thì cũng đã nhận xét trước ủy ban ước chi của thượng viện là tuy tiểu bang Victoria chịu làn sóng dịch bệnh thứ nhì và do vậy mà cái kinh tế bị ảnh hưởng nhưng mà không quá nặng nề như dự đoán, và điều này khiến cho tổng sản lượng GDP của toàn Úc Châu là cũng có thể bắt đầu được phục hồi. Trong khi đó thì phụ tá giám đốc là Michelle Bullock thì lại mô tả một tình trạng không mấy tốt đẹp về con đường phát triển của kinh tế Úc Châu và được coi là sẽ có rất nhiều yếu tố bị bất định và gay go. Và một trong những lý do của tình trạng này không những là mức độ thất nghiệp cao mà còn là lý do là nhiều hộ gia đình là không chịu chi tiêu. Và đây là một vấn đề đặc biệt khó khăn cho những người, thậm chí là rất nhiều gia đình là thậm chí là không trả nổi nợ được, đặc biệt là những người mà vay nợ để mua nhà trong cái tình hình kinh tế suy thoái hiện nay. Bà Michelle Bullock đã dựa vào những cái dữ liệu thống kê chính thức và những cái phỏng đoán của bà về tình trạng nhà cửa tại Úc trong thời gian sắp tới, khi mà chính phủ không còn can thiệp được đối với các ngân hàng. Nhắc lại là vào thời kỳ đại dịch, đầu đại dịch cho đến nay, thì chính phủ đã có sự can thiệp và đã yêu cầu tất cả các ngân hàng là tạm hoãn các khoản nợ mà những người vay nợ phải trả. Và bà Michelle Bullock cho rằng ngay khi chính phủ không còn có thể can thiệp thì các ngân hàng sẽ ra tay, họ sẽ bắt đầu truy thu vốn của họ đối với những căn nhà hoặc là những người vay đã không trả tiền cho ngân hàng trong thời gian vừa qua. Và đó là cái thời điểm khó khăn nhất cho nền kinh tế của Úc Châu, là bởi vì trong thời điểm hiện nay người dân vẫn còn những cái sự hỗ trợ từ chính phủ qua hai chương trình JobKeeper và JobSeeker, họ vẫn còn có đồng ra đồng vào để mà có thể xoay sở. Nhưng nếu một khi chương trình JobKeeper đã hoàn toàn chấm dứt vào tháng 3 2021 thì những cái thu nhập sẽ không còn, công ăn việc làm cũng không thể có được, và dẫn đến tình trạng là những cái khoản vay đối với ngân hàng cho các căn nhà mà họ đầu tư sẽ không thể trả nổi. Và khi mà đem đi bán thì những căn nhà này cũng không thể thu hồi vốn bởi vì nó đang và đã trong tình trạng gọi là negative equity, có nghĩa là giá trị của món nợ cao hơn giá trị thật của căn nhà. Và đấy là một cái bối cảnh vô cùng đen tối của thị trường nhà cửa Úc Châu cũng như của nền kinh tế Úc Châu, và là một trong những yếu tố mà bà Michelle Bullock đã nêu ra. Vâng, ngoài ra thì cũng còn hai lý do nữa cũng ảnh hưởng chung tới nền kinh tế của Úc Châu. Đó là việc dân số Úc Châu là tăng trưởng chậm chạp
mà lý do chính là chương trình di dân đang gần như là bị ngừng trệ do Úc Châu đóng cửa vì đại dịch. Và yếu tố thứ hai là tỷ lệ thất nghiệp của Úc Châu trong tháng 9 là 6.9%. Tuy nhiên trên con số thực tế thì thất nghiệp thực tế là khoảng lên tới 10.4%. Và đó là chỉ tính những người trong độ tuổi làm việc không tham gia vào thị trường lao động mà hiện nay, và cũng ở mức thấp là 6.8%. Vâng, và cũng vì lý do đó mà trong ngân sách 2020-2021 được phổ biến vào ngày 6 tây tháng 10 vừa qua, chính phủ cũng đã dự phóng là để đạt được cái tỷ lệ thất nghiệp ở mức lý tưởng là 5%, chính phủ cần có thời gian là 5 năm. Tuy nhiên con số 5 năm này so với kinh nghiệm của những cái chuyên gia kinh tế hoặc là những cái đời thủ hiến trước đây thì con số 5 năm vẫn là một cái thời gian rất khiêm tốn, là bởi vì trong những cái đợt suy thoái của năm 1990 thì nước Úc khi đó đã mất hơn 10 năm mới có thể đưa tỷ lệ thất nghiệp trở về mức 5%. Và chúng ta thấy một khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao mà hiện nay ở mức 6.9 một cách chính thức và không chính thức là 10.4% thì kinh tế của nước không thể phát triển được. Hệ thống Ocean Nail và Beauty cần sang nhượng lại các shop nail được đăng ký độc quyền trong các khu trung tâm thương mại shopping center gần Capramatta và Bankstown với giá cả hợp lý. Chúng tôi sẽ có những gói hỗ trợ ưu đãi và giúp đỡ giấy tờ về pháp lý dành cho những người mới làm chủ doanh nghiệp lần đầu. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu mở shop mới trong bất cứ shopping center nào, thì Ocean Nail and Beauty cũng có thể giúp đỡ hoàn thiện giấy tờ pháp lý. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc David Nguyễn qua số 0478 012 345. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về mối giao bang giữa Úc và Trung Quốc, thì tuy cuộc chiến thương mại thì một cách chính thức thì vẫn chưa được công bố, thế nhưng mà Bắc Kinh trên thực tế thì cũng đã áp dụng nhiều cái biện pháp có thể gây tổn hại cho ngành xuất khẩu của Úc Châu. Và trên tờ The Guardian thì cũng có đặt một câu hỏi là thực sự một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Úc Châu là bao nhiêu? Và chị Kim Hoàng có câu trả lời được không? Vâng, con số rất là rõ ràng cũng được nêu ra bởi tờ Guardian. Theo tính toán của các chuyên gia thì việc hủy bỏ hoặc là hạn chế đánh thuế cao đối với các sản phẩm của Úc như là lúa mạch, thịt bò, bông vải, than đá và rượu nho gây tổn hại cho nước Úc là 19 tỷ 300 triệu đô la. Ngoài ra, về những cái lĩnh vực dịch vụ và đặc biệt là dịch vụ du lịch và dịch vụ du sinh, đây là hai cái lĩnh vực mà nước Úc đã đón nhận rất nhiều người dân từ Trung Quốc, thì sự thiệt hại sẽ lên đến mức là 28 tỷ đô la. Bên cạnh đó thì ngành nông nghiệp của Úc Châu chắc chắn là cũng sẽ bị ảnh hưởng, và tính toán là các nông gia tại Úc sẽ bị thiệt hại khoảng 28%. Lĩnh vực duy nhất hiện nay chưa bị ảnh hưởng trong cái bối cảnh căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh đó là quặng mỏ. Duy nhất một quặng mỏ nhưng mà có thể sớm muộn gì thì cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Dạ vâng, thưa chị Kim Hoàng. Ở Canberra thì cũng trước cái tình cảnh mà chèn ép về thương mại từ Trung Quốc như vậy thì cũng rất nhiều người đặt cái câu hỏi là trong nội bộ nước Úc thì chính phủ liên bang nên làm những gì? Và một phát ngôn viên của Đảng Lao động ở thế đối lập thì cũng cho rằng là Thủ tướng Scott Morrison cần phải dẹp bỏ tự ái, phải tìm một cái giải pháp để giải thoát bế tắc hiện nay. Nhưng ngược lại thì Thủ tướng Scott Morrison cũng luôn nhắc lại rằng là nước Úc không thể hủy bỏ những cái giá trị về tự do dân chủ để đổi lấy giao thương, mà những giá trị mà nước Úc đã không thể nhượng bộ, chẳng hạn như sinh hoạt dân chủ hay là an ninh quốc gia. Vâng, trong khi đó thì như chúng tôi cũng đã loan tin là Bộ trưởng Nông nghiệp ông David Littleproud cùng với Bộ trưởng Ngoại thương là ông Simon Birmingham luôn luôn khẳng định là nước Úc sẽ sẵn sàng mở cửa để mà đàm phán và thỏa thuận với Bắc Kinh. Mặc dù vậy, cho đến nay thì tất cả những người đồng cấp mà chính phủ Úc tìm cách liên lạc đều không có phản ứng và đều không có một cái câu trả lời nào. Trước bối cảnh này thì một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược gọi là US Asian Center tại Viện Đại học Tây Úc cũng đã đưa ra một cái đề nghị khác, đó là nước Úc nên theo đuổi các biện pháp của WTO. Điều này có nghĩa là nên đem những cái tranh chấp thương mại này để mà WTO có thể phán xử. Tuy nhiên, phía Úc thì cho rằng là nếu đưa vấn đề này ra WTO thì sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là vài năm. Và cái thời gian vài năm là cái thời gian sẽ giết chết rất nhiều nông gia tại Úc Châu.
Vâng, thực tế đúng như vậy thì chị Kim Hoàng. Và trong khi đó thì một phát ngôn viên của Đảng Lao động về thương mại cũng đã khuyên chính phủ là nên cũng tham khảo ý kiến của các chuyên gia cũng như các công ty xuất cảng. Bởi vì tình trạng căng thẳng thương mại hiện nay giữa hai nước thì không chỉ ảnh hưởng tới kinh tế Úc Châu mà thậm chí còn ảnh hưởng gây thiệt hại tới người tiêu dùng ở Trung Quốc nữa. Và cũng liên quan đến những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra trong những ngày vừa qua, thì ngày hôm nay thứ Năm 29 tây tháng 10, Ngoại trưởng Marie Sapai cùng với Bộ trưởng Simon Birmingham sẽ có phiên điều trần với Ủy ban Ước chi Thượng viện, tức là Estimate Committee, để mà nói về những ban giao căng thẳng đã gây ảnh hưởng như thế nào đối với các sản phẩm của Úc. Và hy vọng là qua cái phần điều trần này thì chúng ta sẽ có những cái phương án mới để đối phó với việc Bắc Kinh đã ngăn cản các hoạt động thương mại tại Úc trong thời gian vừa qua. Vâng, còn về tình hình lũ lụt ở miền Trung thì thưa quý vị và các bạn, thì cũng như dự báo thì cơn bão số 9 đã đổ bộ vào đất liền ở khu vực miền Trung Việt Nam vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua giờ Việt Nam. Và theo các chuyên gia thì đây là cơn bão vô cùng khốc liệt với sức gió lên tới là gần 150 km/h. Và chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cơn bão này đã khiến rất nhiều khu vực từ Đà Nẵng tới Phú Yên là trở nên tan hoang, làm ít nhất 3 người chết, 28 người mất tích, 56.000 căn nhà bị hư hỏng do tốc mái hay sập tường và 1,7 triệu nhà bị mất điện. Hàng trăm cây xanh là bị đổ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ, từ khi cơn bão này đổ bộ vào đất liền vào lúc khoảng 10 giờ sáng, đã cuốn đi rất nhiều tài sản của người dân miền Trung Việt Nam, kể cả sinh mạng của con người. Mà ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão lần này là Quảng Ngãi, bởi vì đây chính là tâm điểm của trận bão. Tuy nhiên, thiệt hại của Quảng Ngãi thì có thể nói là thiệt hại về tài chính, nhà cửa bị hư hao. Trong khi đó, thiệt hại về nhân mạng tính cho đến thời điểm này có thể nói là tại Quảng Nam, khi mà chúng tôi có được thông tin là khoảng 53 người tại Quảng Nam đã bị vùi khi mà đất bị lở. Và cho tới thời điểm này, trong suốt đêm ngày hôm qua, cái tai nạn này xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều hôm qua giờ địa phương. Và cho tới khi chúng tôi thực hiện phần điểm báo này thì mới chỉ có tìm được 11 thi thể mà thôi. Những thi thể còn lại hiện nay vẫn còn nằm trong bùn đất. Và đây là một cái cảnh tượng có thể nói chưa từng xảy ra và rất là đau lòng đối với người dân miền Trung. Vâng, dự kiến là những ảnh hưởng từ cơn bão số 9 chắc chắn sẽ còn nữa. Nhưng mà dự báo thì là cơn bão số 10 đang hình thành trên Biển Đông và cũng có thể đổ vào khu vực miền Trung Việt Nam nay mai thôi. Vâng, và trước bối cảnh này thì chúng ta thấy lũ lụt vừa mới đi qua, người dân miền Trung còn chưa được trở lại với cuộc sống bình thường thì đã phải đối diện với một cơn bão được cho là khốc liệt nhất từ trước đến nay. Thiệt hại về nhân mạng và tài sản chắc chắn là rất lớn. Và như chúng tôi cũng đã liên tục loan báo trong những chương trình điểm báo trước đây, là cộng đồng người Việt ở hải ngoại luôn luôn hướng về người dân trong nước như là một cái câu châm ngôn của chúng ta hay nói là máu chảy ruột mềm. Và trong bối cảnh này, để giúp hàng triệu người dân miền Trung làm lại, xây dựng lại cuộc sống, chúng tôi rất cần sự đóng góp của tất cả quý khán giả Vietfay TV. Và một lần nữa, thông tin chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh đến từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại và Tân Tây Lan. Hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục đóng góp để chúng ta tiếp tục giúp đỡ cho người dân trong nước. Vâng, trong khi đó thì về tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới, thì hoàn toàn trái ngược với ở Úc Châu thì diễn biến dịch trên toàn cầu vẫn gia tăng rất mạnh. Như chỉ trong một ngày hôm qua là hơn nửa triệu ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện trên thế giới. Cụ thể, theo số liệu thống kê từ các nước thì trên thế giới đã ghi nhận là trên 516.000 ca nhiễm mới và trên 7.700 ca đã tử vong. Đây lại là một kỷ lục u ám nữa của đại dịch COVID-19 và là những số liệu chắc chắn là không ai muốn nghe. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, dĩ nhiên nước Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia đứng đầu về nhân số nhiễm bệnh và nhân số tử vong trong tổng số hơn 44 triệu người nhiễm bệnh. Thế nhưng điều đáng lo ngại theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế thì lần này châu Âu lại là một trong những quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất, đến mức độ mà nước Pháp phải phong tỏa hoàn toàn cư dân. Anh Quốc cũng đã có những cái biện pháp vô cùng cứng rắn và Liên bang Nga cũng đã phải ra lệnh yêu cầu
người dân trên toàn quốc phải đeo khẩu trang là bởi vì Liên bang Nga cũng đã có nhân số gia tăng không ngừng trong ngày hôm qua và ngày hôm trước đó nữa. Và hiện nay thì Liên bang Nga là quốc gia đứng hàng thứ 5 về tình hình lây nhiễm dịch bệnh, phải không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi vậy, thưa chị Kim Hoàng, châu Âu thì nay lại đang trở thành tâm dịch trên toàn cầu. Và trong 7 ngày qua thì trung bình mỗi ngày ở các quốc gia châu Âu là cũng có trên 220.000 ca mắc mới, tức là tăng 44% so với tuần trước đó. Và châu lục này cũng đang tiếp cận cái mức trung bình là 2.000 người chết mỗi ngày vì COVID-19. Trước bối cảnh có quá nhiều người đang bị lây nhiễm với COVID-19, các chuyên gia y tế của Liên minh châu Âu ngày hôm qua trong một cái cuộc họp kín đã xác nhận là có thể là phải chờ đến cuối năm 2021 thì châu lục này mới có đủ vaccine cho tất cả người dân tại Liên minh châu Âu. Điều này có nghĩa rằng thế giới sẽ tiếp tục bế quan tỏa cản, là bởi vì khi mà chưa có vaccine thì chưa thể di chuyển, và một khi biên giới các quốc gia không mở cửa thì nền kinh tế của thế giới lại tiếp tục lao đao, trong đó có cả Úc Châu, là bởi vì như chúng tôi đã giải thích, nước Úc là một nền kinh tế thị trường. Một khi các quốc gia trên thế giới bị tiêu cực, ảnh hưởng tiêu cực thì Úc Châu cũng sẽ không thể đứng ngoài cuộc được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.